Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev tiếp tục đưa ra nhiều lời đe dọa mơ hồ khi Nga tiếp tục mất lãnh thổ vào tay Ukraine. Ông Biden chiến dịch của Ukraine khiến ông Putin tiến thoái lưỡng năng. Nga lạc vào bẫy dương đông cách tây của Ukraine F-16 bắt đầu tấn công dữ dội vùng Kursk bằng bom chính xác cao. Ông Putin lo sợ lệnh gia tăng các biện pháp an ninh ở Moscow trong bối cảnh Ukraine tiến sâu áp sát thủ đô nga. Ukraine tiếp tục mở thêm mặt trận mới, tới lượt vùng Voronezh của nga bị tấn công và tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Украина. Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev tiếp tục đưa ra nhiều lời đe dọa mơ hồ khi Nga tiếp tục mất lãnh thổ vào tay Ukraine. Thưa quý vị, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người trước đây nổi tiếng với việc đe dọa thảm họa hạt nhân, hứa sẽ trừng phạt Ukraine về các sự kiện ở vùng Kurs. Ông ta đưa ra tuyên bố này tại một cuộc họp thảo luận về tình hình ở khu vực biên giới Nga. Ông Medvedev đe dọa rằng họ chắc chắn sẽ phải chịu một hình phạt xứng đáng cho những gì họ đã làm đây là hình phạt gây ra nhiều hậu quả khác nhau cho những người thực hiện bao gồm cả giới lãnh đạo của chế độ dân tộc chủ nghĩa Kiev đồng thời thật là ngạc nhiên khi Medvedev không hề đề cập đến vũ khí hạt nhân và vì lý do nào đó cũng không hứa rằng quân xâm lược sẽ tiến đến biên giới Ba Lan và nói chung trong ông ta có vẻ khá chán nản như Union đã đưa tin, nhà cầm quyền Nga Vladimir Putin đã phản ứng trước cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk chỉ một tuần sau đó, những gì ông ấy nói khiến các nhà tuyên truyền và những người liên quan khó chịu. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine chính thức tuyên bố rằng việc sắp nhập khu vực Kursk là không thể lượng trước được. Mục tiêu của hoạt động của Ukraine ở khu vực của Nga không phải là gia nhập Ukraine, mà là tạo ra một khu vực an ninh để bảo vệ tỉnh Sumy khỏi pháo kích của Nga. ông biden chiến dịch của ukraine khiến ông putin tiến thoái lưỡng nang Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Biden nói cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine và lãnh thổ Nga khiến người đồng cấp Putin rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. trả lời báo giới sau khi đến thành phố New Orleans ở bang Louisiana vào hôm 13 tháng 8. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông được báo cáo vắng tác về hoạt động của Ukraine ở lãnh thổ của Nga từ 4 đến 5 giờ một lần trong khoảng một tuần qua. Đề cập người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ông Biden nói, điều đó đang khiến ông Putin rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự, song không phải giải thích cụ thể. Đây là bình luận đầu tiên của tổng thống Mỹ về cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine và tỉnh Kurs của nga kể từ khi chiến dịch bắt đầu cách đây hơn một tuần. Giới chuyên gia trước đó nhận định cuộc tấn công đang khiến các nhà lãnh đạo, chỉ huy quân Nga lâm vào tình thế khó xử, phải chứng minh rằng họ vừa có khả năng bảo vệ biên giới, vừa có thể tiếp tục duy trì cuộc chiến tại Ukraine. Phát ngôn viên tòa bạch ốc Karen jean cùng ngày 13 tháng 8 cho biết, Mỹ không liên quan đến chiến dịch tại tỉnh Kursk của Ukraine. Chúng tôi không liên quan gì cả. Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại với Ukraine về cách tiếp cận của họ. Nhưng thật ra Kiev mới là bên có trách nhiệm nói, bà cho hay washington trước đó cho biết kiev đã không thông báo cho nước này về kế hoạch mở chiến dịch xuyên biên giới vào lãnh thổ nga quân Ukraine ngày 6 tháng 8 tràn qua biên giới Nga bằng xe tăng thiết giáp, đánh dấu cuộc xâm nhập lớn nhất kể từ khi chiến tranh giữa hai nước bùng phát. Vào cuối tháng 2 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 13 tháng 8 thông báo lực lượng nước này đã kiểm soát 74 khu dân cư tại tỉnh Kursk. Giới chức quân đội ước tính nước này kiểm soát hơn 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Georgi Tiki hôm 13 tháng 8 cho biết, Kiev không có ý định chiếm giữ lãnh thổ Nga, thêm rằng họ sẽ dừng chiến dịch nếu đối phương chấp nhận hòa bình công bằng, ám chỉ việc Nga phải rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát ở Ukraine. Nga lạc vào bẫy dương đông kích tây của Ukraine Quý vị thân mến, giới chuyên gia nhận định Ukraine dường như đã rút ra kinh nghiệm từ cuộc phản công bất thành vào năm ngoái và đánh lạc hướng Moscow hiệu quả để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Khi Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga từ ngày 6 tháng 8, giới quan sát chỉ ra rằng Kiev đang dựa vào một yếu tố quan trọng trong cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk. Sự bất ngờ chiến thuật, Ukraine thực hiện cuộc đột kích trong âm thầm, trái ngược hoàn toàn với cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái, khi họ nhiều lần tuyên bố sắp tung đòn mạnh mẽ nhằm vào vào Nga. Kết quả ban đầu của hai chiến dịch cũng rất khác nhau khi vào năm 2023, cuộc tấn công của Ukraine không đạt được thành tựu đáng kể trong khi tại Kursk, Kiev đang kiểm soát hàng chục khu định cư trong lãnh thổ chủ quyền của Nga. New York Times cho biết, nghiên cứu chỉ ra rằng một điểm chung trong hầu hết các chiến dịch tấn công thành công trong lịch sử là bên chiến thắng thường giữ bí mật về kế hoạch tác chiến trước khi bắt đầu dùng quân tập kích. Điều đã cho thấy vai trò quan trọng của yếu tố bất ngờ trong chiến sự. Một phó chỉ huy lữ đoàn Ukraine được New York Times gọi là Trung tá Artem tiết lộ rằng hầu hết các sĩ quan cấp cao chỉ được thông báo trước 3 ngày rằng họ sẽ tiến vào lãnh thổ Nga. Hãng tin này cho biết thêm rằng những quân nhân không giữ chức vụ lãnh đạo chỉ được thông báo trước một ngày new york times cho hay ukraine đã cố gắng che giấu việc tập trung lực lượng dọc biên giới bằng cách phân tán quân lính đến những ngôi nhà rải rác khắp làng mạc và giả vờ tiến hành các cuộc tập trận Đáng chú ý nhất là các nhà lãnh đạo Ukraine phần lớn vẫn giữ im lặng về cuộc tấn công ngay cả nhiều ngày sau khi có báo cáo rằng quân đội Kiev đang tiến sâu hàng km vào Kursk. Ban đầu, Nga nói rằng Ukraine đã điều khoảng 40 xe bọc thép và 1.000 quân vào. Tuy nhiên, các báo cáo từ thực địa cho thấy lực lượng của Kiev dường như lớn hơn nhiều. Trong khi đó, Ukraine chỉ công bố một số thông tin ít ỏi về mũi tấn công ở Kursk, ngay cả những thành tựu trên thực địa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận cuộc tấn công vào 5 ngày sau khi Kiev đưa quân vào Nga. Theo Business Insider, chiến thuật giữ im lặng và đánh lạc hướng này của Ukraine dường như đã được xúc ra sau cuộc phản công bất thành vào năm ngoái. Ukraine từng vàng nàng về việc Nga biết rõ họ sẽ tấn công vào đâu và chuẩn bị phòng tuyến kỹ lưỡng để ứng phó. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi trước cuộc phản công năm ngoái, Ukraine thậm chí còn làm cả một đoạn video giới thiệu về việc họ sắp tấn công Nga. Sự rầm rộ không cần thiết đã bỏ qua một trong những yếu tố quan trọng nhất là bí mật tác chiến và đây là điều rất quan trọng đối với một đội quân có tiềm lực thua kém hơn hẳn đối thủ lần này ukraine đã quyết tâm giữ bí mật tới cùng khi tấn công kurs họ thậm chí đã không sơ tán dần trước mà chờ sau khi xuyên qua phòng tuyến nga để vào kurs thì mới bắt đầu di tản dân thường sống gần biên giới ukraine đã nỗ lực nhằm đánh lạc hướng nga tại khu vực mà phòng thủ của moscow mỏng nhất và họ đã thành công trong bước một giờ đây ukraine đối mặt với hàng loạt thách thức về việc phải giữ được thành tựu để có thể biến lợi thế trên thực địa thành ưu thế trong đàm phán vấn đề tiếp tế hậu cần sẽ trở thành bài toán khó cho Ukraine nếu họ muốn tiến sâu hơn nữa, họ đơn giản là củng cố vị trí trong lãnh thổ Nga khi Moscow đã bắt đầu dùng lực lượng tới Kurs để đáp trả mạnh mẽ đối thủ. F-16 bắt đầu tấn công dữ dội vùng Kurs bằng bom chính xác cao Quý vị thân mến, hỏa lực mạnh đang được không quân Ukraine sử dụng trong những cuộc tấn công khu vực Kursk. Báo chỉ Nga liên tục đưa tin về những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng vũ trang Ukraine AFU nhằm đột phá về phía bắc vùng Kursk, đặc biệt là tới thành phố Kuchatov từ nhiều hướng. Trong bối cảnh sự kiện này, tình hình trong khu vực vẫn vô cùng căng thẳng và giao tranh ngày càng trở nên ác liệt hơn. Một trong những giai đoạn gay gắt nhất là cuộc tấn công gần đây vào làng Tiokino. Theo một số chuyên gia, không quân Ukraine đã sử dụng bom dẫn đường JDAM ER nhằm vào một cơ sở lưu trữ ngũ cốc ở địa phương. Điều này cho thấy việc sử dụng vũ khí công nghệ cao trong các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ Nga làm phức tạp đáng kể nhiệm vụ phòng thủ. Đáng chú ý hơn, độ chính xác cao cho thấy chúng nhiều khả năng được ném đi từ tiêm kích F-16 thay vì MiG-29 hoặc Su-27. Theo thông tin trực tiếp từ chiến trường, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục đóng tại làng Snatgos. Diễn biến trên tạo thêm mối đe dọa cho phía phòng thủ, đòi hỏi quân đội Nga phải liên tục chuẩn bị để đẩy lùi các cuộc tấn công chuẩn bị xảy ra. Tình hình ở hướng Korenovsky cũng không ổn định. Ukraine liên tục cố gắng đột nhập vào các khu định cư Kauchot và Aleksevsky, nơi quân đội Nga phòng thủ. Moscow cho biết, chấp nhận hoạt động tích cực của quân đội Ukraine quân đội Nga vẫn tiếp tục kháng cự quyết liệt và đẩy lùi được nhiều cuộc tấn công. Tại quận Bolshe, Sonnatsky, việc sơ tán dân thường đã bắt đầu, cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng khi các hoạt động quân sự có thể sớm xảy ra trong khu vực. Chính quyền địa phương đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người dân. Ở phía nam vùng Kursk, thuộc quận Belovsky, Quân đội Nga tiếp tục giao tranh với các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine trong khu định cư Ozersky dữ liệu sơ bộ cho thấy đối phương đang cố gắng thực hiện một cuộc đột kích vào giri nhưng bị quân nga đẩy lùi bản thân sutra cũng có những xung đột bên trong trọng điểm theo báo cáo vẫn chưa rõ bên nào kiểm soát thành phố tuy nhiên hiện tại đã có nhiều báo cáo về sự hiện diện của quân đội ukraine trong thành phố lực lượng vũ trang ukraine cũng thường xuyên công bố các đoạn video cho thấy hoạt động của họ trong khu vực nêu bật sự phức tạp và bất ổn của tình hình ông putin lo sợ lệnh gia tăng các biện pháp an ninh ở moscow trong bối cảnh ukraine tiến sâu áp sát thủ đô nga Quý vị thân mến, các biện pháp an ninh đã được tăng cường ở Moscow. Họ đang chờ đợi khả năng các nhóm phá hoại xâm nhập vào thủ đô. Hãng tin Baza cho biết Điện Kremlin kiểm soát đã đưa tin này vào tối ngày 13 tháng 8, trích dẫn các nguồn thông tin, hai trung đoàn đặc biệt, cảnh sát chống bạo động và các đơn vị về bên Nga, bảo vệ thủ đô Nga đã thành lập các lực lượng dự bị hàng ngày. Lực lượng bổ sung được bố trí tại các căn cứ trong trường hợp khẩn cấp để ứng phó nhanh chóng. Nhân viên mới chỉ được ra làm nhiệm vụ theo cặp với các chiến binh có kinh nghiệm đội cảnh sát giao thông được tăng cường lực lượng vũ trang đặc biệt lực lượng an ninh đã được cảnh báo về nguy cơ vũ khí của họ bị tịch thu nguồn tin cho biết moscow liên tục theo dõi các mối đe dọa bao gồm cả khả năng các nhóm phá hoại xâm nhập vào moscow và khu vực moscow an ninh lãnh thổ ở trung tâm và xung quanh điện kremlin đã được tăng cường sự gia tăng các biện pháp an ninh này có thể là do cuộc tấn công của ukraine ở khu vực Kurs. điện kremlin lo ngại các nhóm phá hoại có thể xâm nhập vào lãnh thổ liên bang nga thông qua vùng chiến sự để tiêu diệt kẻ thù của ukraine trong đó bao gồm giới lãnh đạo cao nhất của liên bang nga Ukraine tiếp tục mở thêm mặt trận mới tới lượt vùng Voronezh của Nga bị tấn công. Thưa quý vị, một đám cháy đã bùng phát ở Voronezh của Nga sau vụ nổ và sân bay quân sự Mantimo có thể đã bị tấn công. Khoảng nửa đêm ngày 13 tháng 8, thống đốc vùng Voronezh Alexander Gusev thông báo rằng lực lượng phòng không chính quy đã tiêu diệt một số máy bay không người lái của Ukraine trong khu vực. Không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo. Kênh Telegram Cheka OGPU của Nga viết rằng khu vực vorones đã bị máy bay không người lái tấn công suốt đêm. Người dân địa phương báo cáo có vụ nổ và một số vụ hỏa hoạn. Một trong những mục tiêu của cuộc tấn công có thể là sân bay quân sự Nga ở Baltimore. Cũng trong đêm qua, lực lượng phòng không Nga hoạt động ở khu vực Belgorod và Kursk. Và lúc 3 giờ 15 phút sáng ngày 14 tháng 8, người ta cũng nghe thấy tiếng nổ ở Boris Soklip vùng Voronezh, truyền thông Nga đưa tin rằng đường đến một trong những ngôi làng đã bị chặn. Kênh Astra Telegram với sự tham khảo của người dân địa phương đã viết về vụ cháy tại sân bay quân sự. Quyền thống đốc tỉnh Kurs Oleksiy Sminov cho biết, lực lượng phòng không đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine. Bốn trong số đó được cho là đã bị bắn hạ. Họ cũng báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào vùng Orion. Trước đó, chiến tranh đã quay trở lại lãnh thổ Nga dưới hình thức tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở quân sự. Tuy nhiên, đã sang tháng 8, chiến sự đã chuyển sang khu vực Kursk. Cuộc đột phá biên giới Nga-Ukraine được gọi là lần đầu tiên sau Thế chiến thứ hai khi quân đội nước khác xâm lược nước Nga. Theo thông báo chính thức của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, 74 khu định cư của Nga hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ. Thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc. Điểm tin chiến sự ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.